trong bốn lớp. Đúng không? Các bạn này là bốn lớp. Vì thường là học là tập, học tập trung kiểu như vậy nhiều không? Có nghĩa là những cái một môn khác cũng dạng chung một lần như vậy, đông như vậy luôn nha. Sau này bác sĩ nhiều ha. Khoảng 10 năm nữa là phổ cập bác sĩ luôn. Rồi thì đến trước cái bài của anh là cái bài xỏ xoang ha, và cái bài đó là anh bác sĩ Minh đã dạy rồi. Bài dạy cái bài của bác sĩ Minh rồi, cho nên anh nói lại cái buổi của bác sĩ Minh. Là hôm nay mình học về liên quan và học về xỏ xoang. Thì ở đây các em đi bệnh viện rồi thì hai cái bên đó là chẩn đoán ảnh chung á, thì đó là hệ ngoại ha. Đó là bệnh lâm sàng, nhưng mà đó là về hệ ngoại nhiều, tại vì mình phải đắm giải phẫu nhiều, chủ yếu là đắm giải phẫu nhiều và đọc trên hình là chủ yếu. Thì hai kỹ thuật mà các bạn gặp nhiều trong quá trình các bạn lâm sàng, đi nội đi ngoại đi sản nhi gì đó, thì đó chắc đầu tiên là liên quan. Liên quan là cái các em phải xài được, có thể hiểu được hoặc là phải đọc được một số cái cơ bản. Cái thứ hai mình sẽ gặp là cái siêu âm, thì chắc là chỉ biết thôi. Còn ngoài ra một số kỹ thuật khác như các lớp điện toán, CT, cộng từ thì nếu mà các đi có thể sẽ biết qua, nhưng mà ở đây mình không làm hẳn cái vấn đề này. Khi nào sau này các bạn đi làm chuyên về chuyện đó thành các bạn cũng làm, các bạn sẽ làm thêm cái đó. Thì anh nhắc lại một chút về cái chuyện đó thành, chắc phải năm đầu tiên, năm 4 thì các bạn mới học một phần này đúng không? Chỉ có học một năm nay thôi. Thì đi lâm sàng cấp cứu nội ngoại ha, thì mình đã thấy được cái quan rồi. Thì cái ý quan là cái kỹ thuật sơ khởi nhất, căn bản nhất và tới hiện thời điểm này vẫn còn giá trị ha. Đặc biệt cái ý quan của bạn là nhất là ý quan phổi ha. Tất cả các chuyên ngành, đặc biệt là những cái ca, những cái trường hợp nào mổ đều phải có cái ý quan phổi, cái là cái hồ sơ phải có. Rồi nội khoa cũng cần, ngoại khoa cũng cần ha. Thì về ít quan cũng vậy, cũng sẽ chia ra nhiều cái bộ phận. Thường quy nhất mình sẽ gặp tim phổi, ít quan bụng, ít quan sọ và xoang vùng mặt, ít quan xương. Thì đối với ít quan, cái quan trọng nhất mà các em nhớ là cái giải phẫu thôi. Tại vì cái hình ảnh trên ít quan đó không có nhiều cái tổn thương gọi là phải đọc rắc rối như CT hoặc là MRI thì mình phân tích rất nhiều thứ, nhưng cho đến quan cái hình ảnh trực quan nó sẽ dễ hơn, nó không có nhiều. Nhưng chí ít khi thấy tổn thương thì ít nhất phải biết được nó là ở vị trí nào, bình thường hoặc là bất thường. Rồi bất thường thì bất thường ở vị trí nào ha. Cái ưu điểm biết quan nhất là cái rẻ tiền, ở đâu cũng có thể chụp được. Cái thứ hai là mình áp dụng được nhiều, trừ chống chỉ định trong trường hợp đặc biệt là nghi ngờ có thai hoặc có thai vì nó liên quan tới tiết. Nhưng trong trường hợp quá cần thiết, các em sẽ thấy người ta những mặt cắm chì, người ta che cái phần bụng này là những chụp trong một số trường hợp bất khả kháng thôi. Thì cái nhược điểm của nó là chính vì tất cả các mặt phẳng khi chụp nó chiếu lên trong phim thì tất cả các mặt phẳng nó chồng lên một cái hình thôi, cho nên nó sẽ không rõ và nó sẽ có bị chọc xương. Cho nên cái tổn thương mình nhìn đôi lúc nó sẽ sót, đôi lúc nó sẽ bị chồng lên nhau. Cho nên những cái dấu hiệu mình phân tích trên ít quang đôi khi chỉ là những hiệu gián tiếp. Thì tất nhiên như hồi trước chưa có nhiều kỹ thuật, chưa có phát triển CT, chưa có phát triển MRI, thì đồng phim ít quang những thầy hồi xưa họ đọc rất kỹ. Các bạn thấy một ngồi phân tích chỉ một cái ít quang phổi thôi, nó phải ngồi những thầy cô mà về nội khoa, nếu mà gọi là đơn giản chỉ cần một tấm huyết quang phổi thôi có rất nhiều vấn đề để phân tích. Nhưng hiện nay thực sự các bạn đi lâm sàng và cũng thấy người ta đọc rất lẹ, một bác sĩ cái cảnh ngồi đọc một buổi sáng có thể cả chập ca đọc rất lẹ luôn. Thứ nhất là bây giờ đó thường quy nó rất nhiều, thứ hai là bây giờ người ta có rất nhiều kỹ thuật khác. Hồi xưa không có kỹ thuật khác, khi nghi ngờ một bệnh lý gì, nghi ngờ ví dụ một cái u ở phổi, một cái tổn thương gì đó mà chưa có CT thì người ta phải theo dõi, người ta phải điều trị, người ta phải theo dõi từng giai đoạn, điều trị xong chụp lại coi có phải là u hay không, hay là những cái tổn thương dạng viêm khu trú chẳng hạn. Thì nếu là viêm thì người ta điều trị thời gian nó sẽ mất đi tổn thương đó, nhưng u nó sẽ vẫn còn, ví dụ như vậy.
Còn bây giờ khi đã có nghi ngờ rồi thì người ta đã chuyển một kỹ thuật khác, chuyển qua CT hoặc là MRI rồi. Cho nên chúng ta cũng không mất thời gian nhiều để ngồi phân tích một cái quan, bởi vì nó không có giá trị. Và khi chúng ta cần giá trị để điều trị hoặc phẫu thuật thì phải bắt buộc phải áp dụng kỹ thuật cao hơn. Cho nên bây giờ cái phân tích liên quan nó không có rõ, nhưng đối với mình thì mình cũng phải biết tất cả những kỹ thuật từ xưa tới giờ. Đối với một kỹ thuật, lợi điểm của nó là cái gì? Và mỗi kỹ thuật mình sẽ có cái kỹ thuật chụp, có cái giải phẫu. Và giải phẫu đó chúng ta nói là giải phẫu trên phim X quang thôi. Kỹ thuật càng đơn giản thì càng dễ sót, đọc càng khó. Còn như CT là cái kỹ thuật rất phức tạp, chụp nó giống như tiến độ nó nhiều lớp, nhưng mà tổn thương mình sẽ dễ hơn. Thì về cơ bản ha, đã nói rồi, cái bác phổi bác học rồi, hôm nay trình bày với các bạn về sọ với xoang vùng mặt. Thì đối với sọ xoang ha, thì như nói cái tiếng quan, cái lợi điểm nhất của nó là xương. Tại vì cái đậm độ trên tiếng quan nó không có nhiều, nó chỉ có 5 cái thang độ từ sáng tới tối thôi. Thì cái nhất cái đầu tiên mà lợi điểm tiếng quan đó là xương. Thì đối với sọ và xoang, cái lợi điểm của đó cũng chỉ là cái xương là chính. Ngoài ra một số dấu hiệu khác mình thấy là những dấu hiệu gián tiếp. Thì đối với quen, vậy thì trong trường hợp nào mình chỉ định cái sọ xoang ha? Cái chỉ định ở đây thì lý quen nó rất là thường quy, nó dễ. Thứ nhất, đối với sọ xoang là trong chấn thương là cái gặp nhiều nhất. Thì đối với chấn thương ngày nay đó, các bạn sẽ cấp cứu nhiều thì người ta chỉ định, nếu được, những cái tổn thương liên quan tới vùng đầu, người ta chỉ định CT. Và trên CT, người ta đọc được nhu mô não, đọc được cả xương, thậm chí dựng hình lại 3D. Nhưng thứ nhất, nếu cơ sở mình không có đủ kỹ thuật, cái thứ hai là những trường hợp chưa đến nổi, thì một cái quan sọ xoang cũng là một cái cần thiết để tầm soát ban đầu. Khi tiếp nhận, cho dù ở cơ sở mình không có đủ kỹ thuật, nhưng phải các bạn phải xử lý cho nó đúng, để khi có chuyển đi, có chuyện gì mình cũng không có sai sót, vì là hết khả năng của tuyến mình. Còn nếu các bạn xử lý sơ sài, giả sử trong quá trình chuyển bệnh có vấn đề gì thì mình sẽ là người chịu trách nhiệm. Rồi, thứ nhất là những cái chỉ định khi nào chụp sọ, khi nào chụp xoang. Cái chống chỉ định cái quan thì nói chung thôi, rất là dễ. Cái đơn giản nhất là những người nghi ngờ có thai hoặc có thai thì mình hạn chế và chống chỉ định trong tương đối trong trường hợp đó. Rồi, và thật ra cái cường độ của cái tiết nó không có quá lớn, cho nên giả sử lỡ thì tất nhiên mình sẽ theo dõi cái yếu tố nguy cơ sau mình thôi, chứ cũng không có sợ như CT. Rồi, biết các chiều thế của X quang sọ và xoang thì tất nhiên tới bây giờ có một số cái tư thế hiện giờ các em bây giờ ít gặp hoặc là không còn xài nữa, do là nó có những cái kỹ thuật khác cao hơn, ví dụ CT, trừ khi ở những cái tuyến xa thì không có kỹ thuật, không có đủ máy móc. Nhưng mình phải biết qua để khi các bạn có đọc sách hoặc là có nhận hồ sơ từ ở nơi khác chỉ lên, mình biết đó là chiều thế gì, người ta mục đích, người ta kiếm cái gì. Đó là về cái kỹ thuật chụp, những cái chiều thế chụp ứng với mỗi chiều thế, người ta tập trung, người ta khảo sát được cái gì. Cái thứ ba là giải phẫu. Như ta nói là giải phẫu ở đây là giải phẫu trên liên quan, có nghĩa là cái giải phẫu anatomy bình thường của mình thì nó có rất nhiều chi tiết, nhưng nếu mà đối chiếu lên liên quan thì nó có được những cái chi tiết nào, nó có được những chi tiết nào, và mình tập trung vào những cái cấu trúc thấy được trên liên quan thôi. Đó là về giải phẫu trên liên quan. Rồi, một số cái dấu hiệu cơ bản có thể thấy được trên cái X quang sọ thì như nó nói là cái lợi điểm đầu tiên của thằng X quang này đối với sọ xoang là khảo sát xương, vỡ xương, gãy xương là cái đầu tiên. Ngoài ra có một số dấu hiệu gián tiếp mình có thể thấy được thì mình khảo sát thêm, đó là những cái bệnh lý cơ bản là phát hiện trên X quang sọ. Đối với xoang thì hiện nay hai cái tư thế mà các bạn hay nghe đó là làm lon đô với nghiệp trong cái viên xoang. Thì chắc như là năm các bạn đi tay khoa học, nhưng mà chắc là phòng khám thì nếu mà cần sẽ thấy một khối viêm trực
là chuyên về cái chuyên xoang, nhưng mà đối với cái x-quang của xoang, cái giá trị hiện nay nó không cao. Và cái xoang hiện nay cái giá trị cao nhất của nó vẫn là cái CT. Nhưng cái đây mình đang nói về cái x-quang thôi. Thì đối với viêm xoang có những dấu hiệu gì nhỉ? Cấp và mãn. Rồi. Một số cái bệnh lý xoang có thể thấy được trên cái x-quang. Một số cái, và tất nhiên cái mình quan sát được trên x-quang là cái dấu hiệu gián tiếp thôi. Trực tiếp chỉ có xương là chính. Rồi, vậy đối với cái quan sọ ha, thứ nhất là những cái chỉ định nào trong trường hợp nào mình cần. Thì như nói về những cái quan phổi, quan tiêu phổi thì các bạn chỉ cần quy rồi ha, khám nội, khám ngoại, bệnh số mổ là cái phổi là thường quy. Nhưng đối với sọ và xoang thì nó đặc thù hơn, không phải lúc nào các bạn cũng chụp. Thì thứ nhất là những triệu chứng ở não mà có dấu hiệu cụ trú, những cái chấn thương, những cái tổn thương ở não mình nghi ngờ có ảnh hưởng ở não thì mình chụp ha. Rồi về động kinh cũng là một cái tổn thương ở não, nhưng mà cái động kinh này chủ yếu là người ta coi tổn thương của nhu mô. Thì thường chúng ta sẽ không chỉ định chụp trừ khi bệnh nhân sau động kinh có xảy ra té ngã và nghi ngờ có ảnh hưởng của xương. Thì tất nhiên trong trường hợp cần thiết thì người ta chỉnh cho chụp CT và MRI. Rồi đối với viêm xoang thì ngày nay vẫn xài cái phim nông đô hiện, tuy nhiên là giá trị nó không cao, và chúng ta lưu ý là hạn chế chụp ở nhóm trẻ nhỏ ha. Tại vì những cái nhóm này thì một hồi qua bài xoang chúng ta sẽ coi là những cái nhóm nhỏ thì cái hệ thống xoang chưa phát triển hết, cho nên khi chụp cái giá trị nó không cao và bệnh nhân lại vô tình chịu ảnh hưởng của tiết không đáng, cho nên chúng ta lưu ý ở nhóm trẻ nhỏ. Đối với chấn thương sọ não thì tùy vào mỗi trường hợp ha, chúng ta không khuyến cáo chụp thường quy, có nghĩa là tùy vào cái mục đích, tùy vào cái lâm sàng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mê man và nặng nghi ngờ tổn thương của não, nếu được thì chúng ta sẽ chụp luôn cái CT để đánh giá cái ảnh hưởng của não trước. Tại vì cái xuất huyết não, cái tổn mổ não là cái yếu tố nguy cơ. Còn những cái chấn thương về xương, thậm chí vỡ xương sọ mà nó không có ảnh hưởng cho mô não thì cũng tương tự xử trí được. Và đấy các bạn nhận thì cấp cứu, mà để ý có những bệnh nhân sau té ngã thì chụp xương lên không thấy gì hết, không có tổn thương gì hết, nhưng mà khi mình chụp CT sọ thì sẽ như mô não xuất huyết rất nhiều. Ngược lại có những người té do mặt mũi máu thậm chí biến dạng luôn, xoang thì vỡ hết, xương hàm thì hơi gãy, nhưng nhu mô não lại không có thể gì. Thì cái do cái cơ chế ha, nhiều khi người ta đập cái đầu xương thì không sao, mà cái cơ chế dùng dò ở trong sẽ gây xuất huyết não. Rồi lúc người ta té đập cái mặt xuống thì thực chất những cái lực nó tác động vào cái mặt hết rồi. Từ lúc té máu chảy rất nhiều, máu từ mũi từ tai rất nhiều, là do nó tỏ những giác xoang, nhưng nhu mô não là không sao. Thì cái đó mình xử trí nó sẽ nhẹ hơn, cầm máu trước rồi từ từ mới tính. À, cầm máu trước rồi đi sắp xương sau ha. Rồi, một số cái chọn lọc ha, chỉ định chọn lọc một số trường hợp. Thứ nhất là những cái tổn thương xuyên thấu, hay những tổn thương xuyên thấu. Thì cái này các bạn sẽ gặp những trường hợp là những cái dị vật đâm xuyên qua cái đầu ha, những cái té xuống dàn giáo và những cái ẩu đả mà người ta đâm dị vật đâm xuyên từ đây qua đây. Thì tất nhiên đối với những trường hợp đó để đánh giá não và để mổ kia thêm một cái CT để đánh giá tổn thương nhu mô não. Nhưng trong một số trường hợp người ta cũng cần một cái quan sọ tổng quát, các bạn có nhìn được cái đường đi của cái gì mà nó như thế nào. Còn trên CT thì khi mình thấy được từng lớp mỏng thôi thì mình đánh giá cụ thể là nó tổn thương chi tiết nào của xương, tổn thương nhu mô. Nhưng đôi khi mình cần một cái tấm này giống như là một cái hình tổng quát để đánh giá cái đường đi từ vị trí này sang vị trí kia trên cái sọ. Thì một số trường hợp chấn thương tai nạn mình sẽ thấy được cái chuyện này. Một số trường hợp có chảy dịch, chảy máu qua tai mũi thì tất nhiên là những cái này mình sẽ nghi ngờ là có tổn thương, có vỡ xương,
có vỡ xoang thì nó gây chảy máu, nó gây tụ dịch. Nha, thì mình cũng cho dùng cái quan sọ, nhưng chứ không có kiến thức, có nghĩa là mình không khai thác được cờ té hay con té. Thì tùy vào trường hợp, nếu mà bắt đầu có thể cho chụp một cái quan sọ trước để đánh giá sơ khởi. Rồi đa chấn thương, đa chấn thương. Rồi một số bệnh nhân nghi ngờ nhưng mà khó thăm khám, giống như bạn không khai thác được cái bệnh sử hay những cái đột quỵ, nghi ngờ có té ngã, có đập đầu, những cái co giật, những cái trường hợp say rượu ha, thì mình cũng cho chụp cái sọ. Thì thực ra cái quay chúng ta chụp rất lẹ, thì đôi lúc thứ nhất không có máy CT, thứ hai thì khi mình không có giải quyết liền được thì mình sẽ chụp liền cái sọ trước để mình đánh giá sơ khởi, mình sẽ xử trí tiếp. Thì đối với bây giờ kỹ thuật nó nhiều rồi, mình càng trang bị nhiều cái chứng cứ thì sau này các bạn làm hồ sơ một tháng hoặc là có chuyện gì thì mình sẽ càng ít chỗ hở ha. Bình thường các bạn làm đúng không sao cả, xử lý không sao cả, nhưng khi có một vấn đề tai biến xảy ra hoặc có một vấn đề thương kiện gì thì tất cả những cái bước làm của các bạn trong quá trình xử lý nó đều là cái bằng chứng sau này để nó chống lại mình, để các bạn xử lý nó sót hoặc nó hụt vào cái quy trình nào ha. Thì cái này các bạn sau này các bạn đi làm các bạn sẽ thấy, bây giờ đi học thì mình không có áp lực đâu, mình cỡ nào thì đã có người làm rồi, mình sẽ phụ cái đó. Nhưng khi mà các bạn bắt đầu chịu trách nhiệm với chữ ký của mình thì phải chú ý, đôi lúc những cái mình thấy rất nhỏ nhặt nhưng bây giờ nên để ý, các bạn nên để ý người ta làm như thế nào được. Tại vì khi có sự cố xảy ra là tất cả hồ sơ đã liên thông lại, mình không kịp ha. Thì tất cả những cái bạn internet bây giờ các bạn thấy tai biến của y khoa bây giờ nó thứ nhất là nó nhiều, cái thứ hai là báo chí rồi đủ thứ hết ha. Cho nên cái bạn làm là bảo vệ cho bệnh nhân, bảo vệ cho mình trước là tốt cho bệnh nhân. Rồi rồi, ở đây mình có một cái bảng ha, để cái nó to nó không thể. Rồi đây là cái bảng chỉ định trong cái trường hợp có chụp hay không chụp ha. Thì tóm tắt lại những cái này nói hồi nãy ha, cái bài sẽ gửi qua mail lên, các bạn tâm sẽ đọc trên cái máy nó sẽ đẹp hơn, những cái hình rõ nó rõ đâu. Rồi có dấu hiệu khu trú ha, thường chụp sọ nghiêng. Rồi không có dấu hiệu khu trú ha, thì thường không khuyến cáo. Đối với những chấn thương thì tùy vào trường hợp, thứ nhất là tổn thương xuyên thấu, cái thứ hai là chảy dịch ha, cái thứ ba là mất ý thức, đa chấn thương. Rồi những bệnh nhân khó thăm khám, nghi ngờ có tổn thương xương cột đầu. Rồi đối với viêm xoang thì chúng ta lưu ý hạn chế ở nhóm trẻ từ 6 đến 9 tuổi. Thì các bạn đây, các bạn tóm tắt lại những cái mà hồi nãy nói. Đối với quan xoang cũng tương tự, thứ nhất là chấn thương vùng đầu mặt là cái đầu tiên chúng ta lưu ý. Cái thứ hai là những cái viêm xoang thì chỉ có hai cái gì thì thôi. Và đối với viêm xoang chúng ta cũng lưu ý hạn chế ở trẻ em. Thì đó là điểm qua những cái chỉ định của chụp sọ và xoang vùng mặt. Rồi vậy đối với ít quang sọ ha, chúng ta có những cái tư thế nào, thì đây giới thiệu chung cho các em tất cả tư thế từ trước đến giờ có thể có. Thì nó có là một số cái có thể bây giờ mình ít gặp hoặc mình không gặp, nhưng mình cũng phải biết để sau này các bạn có đọc y văn, có đọc báo cáo hoặc là có hỗ trợ những cái tuyến tỉnh xa thì các bạn cũng phải biết. Trong thời điểm đó không có kỹ thuật gì hết thì mình cũng phải biết những cái tư thế nào sử dụng được trong cái thời điểm đó là quan trọng. Thứ nhất, hai cái tư thế đầu tiên là thẳng nghiêng ha, cũng giống như con phổi ha. Và thấy cái thẳng nghiêng là hai cái xài nhiều nhất. Thì nếu có tổn thương thì tốt nhất chúng ta cho chụp hai cái tư thế để phản ứng yếu cái tổn thương đó. Thì đầu tiên là sọ nghiêng, sau đó là sọ thẳng. Thì đối với sọ thẳng chúng ta có hai tư thế, một cái là để khảo sát chung là các queo, một cái là sau khảo sát vùng chẳng, vùng phía sau đầu. Rồi về chụp xoang thì hai cái mình hay nghe đó là lông đô và hiệp ha, hai cái rồi sẽ nghe những đánh giá viêm xoang. Thì tuy nhiên đánh giá được tương đối ở hai cái hệ thống xoang thôi, cái còn lại cái CT mới là cái sẽ được biết sau này. Rồi đối với hiệp thì chúng ta đánh giá chủ yếu là đánh giá xoang sàn, lông đô hay còn gọi là tư thế Butler, là chúng ta
sang hàm. Rồi Schiller thì đây là đánh giá xoang chững, móng tay hai bên coi có dịch, có viêm tai xoang chững hay không, tí vào chững còn hay không, thì đó những cái từ để chụp xoang. Rồi ngoài ra chúng ta có những cái tư thế chụp focus lại, chụp tập trung lại, nghĩa đối với những tư thế này chúng ta khi đã nghi ngờ tổn thương cụ thể ở vùng nào và người ta muốn có một cái bằng chứng về hình ảnh để làm hồ sơ và điều trị thì chúng ta chụp thêm, ví dụ có tổn thương ở vùng cung tiếp hợp, nghi ngờ gãy xương hàm, vỡ xương hàm, rồi nghi ngờ những tổn thương ở khớp thái dương hàm, trật khớp thái dương hàm, gãy xương khớp thái dương hàm, rồi xương chính mũi thì sao sát đúng cái xương chính mũi thôi. Thì đối với những tư thế này người ta chỉ quan tâm tới cái mục đích chụp, ví dụ như xương chính mũi thì chụp xong chỉ coi được là có cảnh xương chính mũi hay là không, còn lại những cái cấu trúc khác chúng ta không thấy được, không quan tâm. Thì tất nhiên cái này khi lâm sàng người ta đã nghi ngờ rồi thì người ta mới cho chụp, những cái tư thế này ta sẽ ít sử dụng hơn. Hoặc là những chiều thế chính chúng ta nhìn không rõ hay chúng ta nghi ngờ tổn thương, chúng ta chụp theo tư thế khác, cũng giống như ở tiết quan phổi ha, chúng ta có thể ngoài cái đường thẳng các bạn hãy chụp chỉnh thưởng để coi rõ vùng đường phổi, chụp nghiêng, chụp chết ha, tùy vào cái tổn thương. Nếu trong cái phim thẳng bình thường mình không thấy rõ. Rồi thì cái tư thế đầu tiên là chụp sọ nghiêng. Thì cũng như ít quen ngực đã nói với các em rồi ha, thì chúng ta có cái, tất nhiên bây giờ kỹ thuật số thì nó hiện đại hơn rồi, nhưng mà cái tư thế chung, cái cách chụp chung nó được như vậy. Chúng ta có cái máy, chúng ta có tấm phim ở phía sau, đây là tư thế của bệnh nhân ha. Cái này là nghiêng, cho nên bệnh nhân sẽ nghiêng người úp vào và tia nó sẽ đi từ chỗ này qua đây, và cái hình chiếu của cái bệnh nhân này lên cái phim nó sẽ giống như này ha. Giống như các bạn nhìn ở tư thế nghiêng, các bạn nhìn qua. Thì đối với tư thế này chúng ta thấy được những cấu trúc gì mình, thì chúng ta chỉ quan tâm những cấu trúc giải phẫu, thấy được những hình này thôi. Tất nhiên để trên một cái hình giải phẫu bình thường hay anatomy bình thường chúng ta thấy được rất nhiều, nhưng ở đây là khi dù như tổn thương vùng này thì mình biết là vùng này vùng xương gì, chẳng hạn xương gì, cái chỗ này là vùng móng tay ha, móng tay rồi, thì đó là những cái mình phải nhớ để mình đánh giá. Thì cũng tương tự như kia, giả sử nếu bệnh nhân không hợp tác được trong nhận chấn thương, bệnh nhân không đứng được, không nằm được, không có thể hợp tác được thì mình có thể cho chụp nằm, miễn là cái tư thế vẫn đảm bảo là tia đi từ bên đây sang đây và ở mặt nghiêng như thế này. Rồi lúc có thể cho nằm nghiêng để chụp. Đó tư thế sọ nghiêng. Rồi thì đây là cái hình giải phẫu bình thường ha, lấy lại cho cô nét tơ thôi. Thì con thấy thì mình đang ở cái góc nghiêng mình nhìn qua thì cái hình chiếu của cái sọ bệnh nhân trên cái phim nó cũng giống như vậy. Và chúng ta chỉ lưu ý ở những chi tiết ha, lớn như mình đã có ghi rõ đây, thì những chi tiết như là xương trán, khớp, xương đính, khớp thái dương, xương chẩm là những chi tiết mình thấy được trên cái phim ít quan sọ. Và mình phải nhớ chi ít, thí dụ có một tổn thương nằm vùng này thì ít ra khi mô tả là nước sinh chảy, vỡ sinh chảy thì bạn có biết được nó ở vị trí nào. Thì cái giải phẫu là quan trọng. Sau này các bạn có học CT, các bạn học MRI, ngay cả siêu âm, tất nhiên mỗi cái kỹ thuật có một cái đặc thù riêng, nhưng chung quy đầu tiên các bạn phải nắm rõ giải phẫu. Tại vì nhìn trên hình bình thường như vậy rất là dễ thấy, nhưng khi các bạn nhìn trên hình chụp ha, sau này nhìn trên siêu âm, có dịp nhìn siêu âm, có dịp nhìn CT, các bạn thấy nó không có đẹp được như vậy đâu, rất mơ hồ. Và rõ ràng trên phim nó chỉ có hai màu trắng và đen là chính, cho nên khi chúng ta nhìn đôi lúc chúng ta không thấy rõ được, giống như trên hình này chúng ta chỉ biết được ở vị trí đó là nằm khoảng đó là nó thuộc cái cấu trúc nào ha. Cho nên đối với hình ảnh, một trong những cái các bạn phải nhớ là giải phẫu, khi chúng ta nắm tốt giải phẫu và đối chiếu được trên cái phim chụp của X quang hoặc của CT thì những cái còn lại từ từ các bạn sẽ đọc sách, từ từ sẽ học rất là dễ. Tại vì chỉ có nắm được giải phẫu thì bạn mới biết được cái phim đó nó đang bình thường bất thường.
và nó bất thường thì chúng ta hay mô tả được nó bất thường ở vị trí nào, cái đó quan trọng. Chưa cần mình phải định ra là ví dụ như kia là cao hơn, chưa cần biết tới mức khi các bạn không định được là bất thường đó là cái tổn thương gì, nhưng ít ra bạn thấy được đúng vị trí và đúng cái bất thường đó thì đã giúp được cho nó sạc rồi nha. Còn sâu hơn nữa thì tùy vào kinh nghiệm của mỗi người, người ta có thể đưa ra một cái chẩn đoán luôn nha. Thì tất nhiên đối với quen nó không có phức tạp, nó chỉ là thứ nhất là giải phẫu và bạn nắm cho rõ, cái thứ hai bạn thấy được cái gì bất thường. Mà muốn thấy được cái bất thường, thứ nhất là ngoài cái chuyện giải phẫu, cái thứ hai là các bạn phải nắm được những biến thể bình thường. Có nghĩa là trên hình nó không phải là mình hay gặp, nhưng đó là những biến thể bình thường. Còn nếu mình không biết, mình lại tưởng nó là bệnh lý thì nó lại làm lệch phương pháp sàng ha. Thì đó là cái quan trọng. Thì đây là cái giả sử nghiêng trên cái giải phẫu thường. Mà nếu chúng ta đối chiếu qua cái biến quang này nó sẽ không đẹp được như vậy. Nha, thì chúng ta có cái xương sọ, chúng ta có bản sọ ngoài, bản sọ trong ha. Rồi chúng ta có phần xương trán, xương chẳng. Rồi ở đây là ghi chú rất rõ ha, cái này sẽ gửi vào cho các bạn thì chúng ta coi, chúng ta nhớ ha. Có những cái rãnh này, những cái rãnh mạch máu mà nếu mà nhìn không quen hoặc chưa bao giờ nhìn thì mình cứ tưởng giống như cái đường nước sọ, rất giống cái đường nước, tại vì cái đường nước sọ cũng là những cái đường đen thấu quang các bạn. Nhưng lưu ý ở những vị trí ví dụ như đây thì đó là những cái rãnh của mạch máu nó hằn những cái xương, thì đó những vị trí này không phải là vị trí tổn thương, cho nên nhiều khi mình không biết, mình là tưởng những cái vị trí này là vị trí nước sọ, nhưng mà đó là rãnh của những cái mạch máu sọ thôi, nó hằn những cái đường như vậy giống như là nước sọ. Thì đây là cái phim X quang sọ nghiêng đối chiếu lại cấu trúc, các bạn đã thấy được. Và khi giả sử có một cái tổn thương ví dụ ở đây chúng ta thấy mất cái đường liền hoặc là nó gãy rõ ràng luôn thì ít ra biết là đây là gãy xương vùng trán ví dụ như vậy, ít ra là mô tả phải chính xác. Rồi chúng ta minh họa lại, đây là sọ nghiêng, chúng ta thấy nếu chúng ta nằm nghiêng như thế này thì miệng là đảm bảo cái tia đi từ bên đây sang bên đây, và khi cái hình chúng ta tất cả các xương sẽ chồng lên một cái mặt phẳng ở đó cắt xét này, cho nên nó sẽ bị chồng xương. Ở đây một hình người ta vẽ lại những cái chúng ta đã thấy được ha. Rồi đây là tư thế sọ sọ thẳng, cũng giống như ít quen sọ thẳng các bạn thấy ha, bệnh nhân sẽ áp cái đầu cái mặt vào trong cái tấm cassette như thế này, cái gì qua được thẳng cái áp lực vào, đầu tiên nó sẽ đi từ phía sau ra phía trước, và cũng tương tự tất cả những cái cấu trúc của cái xương sọ vùng này nó sẽ bị tinh lên cái tấm cassette này dưới một mặt phẳng chứ không phải như một phẳng nha. Thì đây là tư thế tiếp sọ thẳng, và chúng ta cũng sẽ thấy được những cái cấu trúc như thế này, hay là ta lưu ý những cái cấu trúc lớn như thế này. Cái chúng ta đã thấy được trên cái phim là xương trán, xương đỉnh hai bên, đây là xương hàm dưới, rồi xương mũi, thì những cái chúng ta lưu ý và nó đối chiếu lại với một cái hình liên quan mà thấy nó rất là mơ hồ cho nên là biết được. Thì chúng ta có hai tư thế, một cái để khảo sát chung và một cái để khảo sát cái vùng chuỗi vùng chẳng ha. Chúng ta thấy là cái xương sọ, đây là xương sọ. Chúng ta có bản sọ ngoài và bản sọ trong, nó sẽ nằm song song với nhau, nó đi. Thường chúng ta sẽ có hai cái bản sọ. Một hồi sẽ có những bệnh lý nó thay đổi trên cái xương bản sọ này ha, lưu ý. Đây là cái hốc mắt. Chúng ta có xoang trán ở đây ha. Đây là xương mũi. Giả sử ví dụ trong cái hình này chúng ta chụp, chúng ta nghi ngờ có một cái tổn thương, thấy cái vị trí của xương hàm dưới nó hơi kỳ nhưng vì lý do chúng ta không chụp chủ yếu là xương hàm dưới, mà vô tình chúng ta thấy ha, chúng ta nghi ngờ nó có chừng có trật cái khớp bên đây hay không, hoặc là nó có cạy cái xương hàm dưới hay không, thì mình lại cho chụp thêm một tư thế khác, như như chụp xương hàm dưới thẳng nghiêng hoặc là chụp khớp thái dương hàm, một cái bên nào mình nghi ngờ tổn thương
thì đó là cũng từ đây mình có cái gợi ý và mình cần chỉnh thêm, mình đánh giá thêm. Thì đây là tư thế sợ, sợ, sợ hãi. Đây là tư thế tập trung, có nghĩa đối với tư thế này thì chúng ta đánh giá cái cung tiết hợp. Thì là cung thái dương còn hám, nếu nghi ngờ có tổn thương ở cái vùng này và các bạn thấy tất cả những khu vực còn lại nó rất là mờ, nó không quan tâm, cái lượng tia và cái tư thế chụp nó chỉ đảm bảo cho cái vùng này để mình đánh giá. Trong trường hợp đã có nghi ngờ bù trú vị trí này rồi, tương tự đây là khớp thái dương hàm một bên thì chúng ta có những chi tiết giải phẫu ha. Đây là xương hàm, chúng ta có những khớp. Thì đối với cái này chúng ta phải đánh giá được tổn thương của xương hoặc là trật khớp thái dương hàm. Thì chúng ta thấy cái vị trí của cái khớp này nó bất thường, nó lệch ra xa và nó hở ra. Hay một số trường hợp bệnh nhân không có ngậm miệng được do một cái gì đó, chúng ta thấy bệnh nhân méo hoặc bệnh nhân không ngậm miệng được do cái trật cái khớp thái dương hàm của mình, thì chúng ta dùng cái này để chụp. Thế chung những cái trường hợp đơn giản như vậy ha, khám lâm sàng người ta đã nghi ngờ được trật khớp thái dương hàm rồi, thì chỉ cần một cái phim này thì đã khẳng định là có hay không có rồi. Thì tất nhiên trong trường hợp đó không cần quá mất công để chụp CT hay chụp những cái thường cao, thì trong trường hợp đó những cái tư thế này nó có cái giá trị riêng của nó. Và lâm sàng họ chỉ cần nhìn cái hình và đánh giá là có hay không có trật khớp thái dương hàm, và sau khi xử trí họ chụp lại về bình thường hay chưa là đủ rồi. Do đó những cái tư thế này nó vẫn còn cái giá trị nhất định của nó, chứ không phải bây giờ nó đã có CT rồi thì cái gì đẹp thì CT ha. Thứ nhất tốn tiền, thứ hai là bệnh nhân phải chịu cái liều tia rất là cao ha. Thứ ba là không phải chỗ nào cũng có máy ha, nên lưu ý ha. Ở đây cái hình vẽ lại cái xương hàm dưới, trong trường hợp chúng ta nghi ngờ tổn thương của xương hàm dưới luôn thì chúng ta chụp thẳng và chụp nghiêng. Thì đây là cái vị trí mà nó dễ, khi mà có sang chân nó dễ bị tổn thương nhất, dễ bị gãy nhất, chúng ta lấy vị trí này. Thì khi chúng ta nghi ngờ chúng ta chụp xương hàm dưới, hai cái thế thẳng, nghiêng, thẳng chết để đánh giá. Đây là đây, đánh giá được hết một cái khung xương hàm dưới ha, hai bên đấy thẳng bình thường. Thế nhưng khi chúng ta chụp cũng giống như chụp cái sọ ẩm hồi nãy ha. Nhưng mà hồi nãy chúng ta chụp chung, chúng ta lấy hết từ trên xuống dưới, tất nhiên đôi khi nó sẽ bị hụt chỗ này. Nhưng ở trường hợp này chúng ta đã nghi ngờ và chúng ta muốn kiểm tra cái xương hàm dưới, cho nên cái phần trên này chúng ta không ảnh hưởng, không quan tâm. Chúng ta chụp làm sao để đủ cái đường đi, đủ hết cái xương hàm thế này để coi nó có gãy có đứt chỗ nào không ha. Thì tùy vào mỗi trường hợp mình sẽ cho cái chỉ định chụp thích hợp. Thì tất nhiên đối với chụp ảnh, người chụp là kỹ thuật viên, chúng ta sẽ là người ra y lệnh ha. Bác sĩ có thể là bác sĩ lâm sàng, nếu họ biết, có thể là bác sĩ cho ra cảnh, nếu mà lâm sàng họ biết họ sẽ hỏi, nếu các bạn sẽ làm chuyện ra cảnh nghi ngờ tổn thương cái đó thì chụp tư thế gì thích hợp và mình sẽ ra y lệnh. Về kỹ thuật có thể các bạn không nắm nhiều, không cần biết căn chỉnh như thế nào, nhưng chúng ta phải biết được tư thế nào đúng, tư thế nào sai. Vì tất nhiên chụp là kỹ thuật viên chụp, nhưng kết quả là các bạn đánh, kết quả cái report là mình chịu trách nhiệm. Cho nên nếu mình thấy chụp sai, mình yêu cầu bắt buộc phải chụp lại. Thậm chí có những ca cố là thấy mình đã chụp rồi, đẩy về rồi, dùng cái đẩy ngược xuống để chụp lại khi có nghi ngờ hoặc gì đó. Thì cho nên không phải nói là chuyện của kỹ thuật viên làm mình không quan tâm. Cho nên nếu các bạn làm chuyên về chụp ra cảnh, ngoài cái chuyện về chuyên môn, ngay cả kêu chụp các bạn nắm càng tốt, càng nhiều sẽ càng tốt ha. Rồi đây là tư thế chụp chết, chụp nghiêng ha. Thì mình nhìn ở một cái góc nghi ngờ thì nó sẽ rõ hơn. Và thường nếu có nghi ngờ chúng ta chụp hai tư thế thẳng nghiêng, thẳng chết kết hợp với nhau ha. Chúng ta đánh giá được xương hàm, có thể thấy được một phần cột sống ha. Thì tất nhiên cái trọng tâm vẫn là chỗ này, còn những cái còn lại nếu có tổn thương quá rõ thì mình ghi nhận thêm, còn không thì không sao. Thì đó là xương hàm dưới thẳng và nghiêng. Nha, một tư thế chết nữa ha, cái này bây giờ ít xài rồi. Chúng ta thấy đây là một cái hình người ta dựng 3D lại rất là rõ cái khuôn hàm xương hàm dưới, chỗ này là khớp thái dương
như thế nào? Rồi, qua cái tình thế khác, đi xuống mình xoay, chúng ta có tình thế quarter ha. Thì đối với tình thế này thì các bạn thấy ha, đây là cái hình trên cái quang và chúng ta có rất nhiều chi tiết giải phẫu nhỏ nhỏ ha. Đây chúng ta có hai cái xoang hàm hai bên, chúng ta có ba thành, mỗi xoang có ba thành, thành ngoài, thành trên và thành trong. Thành xương mũi chúng ta có hốc mắt, xoang trán, đây là xương sọ ha. Đây, một đây thì cái tư thế này nó gần như tư thế của Rondo, giống như tư thế Rondo ha. Chúng ta thấy chúng ta đánh giá được cái xoang hàm hai bên, thứ nhất là có vỡ thành xoang hàm hay không, có tụ dịch hay gì không ha. Chúng ta khóc mắt hai bên có xoang trán, đây là cái góc chụp của cái tư thế này. À, đánh được cung gò má, các bạn thấy là đối với một cái phim thật như vậy, các bạn những cái cấu trúc bị chồng lên nhau rất là nhiều, cho nên tới chúng ta đánh giá rất là khó. Giả sử có những cái tổn thương nằm ở đâu đây nha, và với cái chồng xương như vậy thì đôi khi mình sẽ bỏ sót. Rồi đây là tư thế cắt queo nha, thì cái tư thế chụp thế này tiêu vào cái từ sau đó trước mà mình nhân hơi cúi xuống như này nha, chúng ta cũng có những cấu trúc. Đây xương mũi, chúng ta có hốc mắt nha, đã có xoang trán hai bên. Thì những cái này là cái giải phẫu đối chiếu trên cái quang nha. Ở đây là có ghi chú rất rõ và các bạn coi. Rồi Schuller là khảo sát ống tai. Có thể bên trái bên phải thì tùy vào mình nghi ngờ tổn thương bên nào. Bệnh nhân nằm hoặc ngồi, tai áp vào. Và đánh giá các xoang chuẩn cũng giống như là có thái dương hàm, đây là Schuller. Và đây là cái phim tôi thấy thứ nhất coi được cái khớp thái dương hàm, cái thứ hai là coi được cái xoang chuẩn ha, cái ký bằng chuẩn nó còn hay là mất, nó có bị dịch lấp đầy hay không. Nếu mà có viêm, có dịch nhiều thì cái chỗ này sẽ mờ đi, nó không còn chấm đen sáng như vậy ha. Sạch thì nó còn là xoang chuẩn bình thường, khi bị viêm bị dịch thì cái tia nó qua nó sẽ mờ đi hết nè, đó là độ dịch trên cái quang. Đó là Schuller đi khảo sát về ống tai. Rồi một cái nữa là xương chính mũi. Thì bạn thấy đối với cái này chúng ta khảo sát đúng cái xương thôi, còn lại tất cả chúng ta không thấy được nè. Thì giả sử khi khám lâm sàng bác sĩ nghi ngờ do cổ đã bị đánh vô mặt, và mình phải nhìn khám cái mũi, tất cả cố nghi ngờ có gãy cái xương chính mũi này. Và tất nhiên những cái cấu trúc còn lại thì cái còn lại là không nghi ngờ nhiều, thì không phải chỉ có cái này không, cái này là chụp CT hoặc là bệnh nhân không có tiền chụp CT, ví dụ như vậy thì rất là khó. Cho nên chỉ là chụp thêm một cái này coi cái này có liên tục nó có bị gãy hay không, cộng với cái khám lâm sàng thì họ dựa trên cái này họ làm hồ sơ cái lần gãy xương chính mũi thì có thể chuyển điều trị hoặc là để đó cho nó tự lành, thì tùy vào cái gãy này bên tay của họ sẽ giải quyết ha. Nhưng mà nhiều khi giả sử trong trường hợp đó bệnh nhân không có tiền chụp CT hoặc là không chụp được CT mà không có thêm cái này thì rất là khó, thì cái khám không cũng không bảo đảm ha. Thì đây là cái cơ sở bằng chứng bác sĩ họ xác định, thì trong trường hợp này họ chỉ cần chụp đúng cái xương chính mũi này thôi, có gãy mà không có gãy. Còn tất cả những cái cấu trúc còn lại chúng ta không thấy được gì cả ha. Đây là xương mũi nghiêng, nhưng mà gọi là xương chính mũi. Rồi chúng ta coi lại thế Rondo, cái này của xoang nha. Đây là bệnh nhân nằm như vậy và đi từ sau trước hơi ngửa lên nha. Đây là cái kỹ thuật chụp, cái này tham khảo, cái này mình không đòi hỏi nhiều phải nhớ. Đây là hình tư thế Rondo trên phim. Và đây là cái hình đối chiếu. Hình này bao giờ cũng đẹp hơn cái này rất là bình thường. Các bạn thấy, đây là xoang hàm hai bên, bên phải, bên trái, và thấy là đây là hốc mắt. Chúng ta thấy bình thường cái xoang trong cái vùng mặt mình là những cái hốc khí, cái hốc không.
thì khi mà tia đi qua nếu không vấn đề gì nó sáng, cái sáng tia đi qua cái nó đen như này thông suốt, cũng giống như hấp hấp khi mà đi qua nó không bị kẽ lại cái gì thì gọi là sáng ha. Sáng hàm là gọi là sáng, đó là cái vùng vùng này gọi là sáng, nó đen như vậy là sáng. Giả sử nó có dịch do viêm, do chấn thương chảy máu thì khi tia đi qua nó sẽ bị kẽ lại và cái chỗ này nó sẽ mở đục. Đây là cái dấu hiệu gián tiếp thì mình biết một cái tổn thương của sáng hàm, ví dụ như vậy. Còn ở đây hai bên là thấy nó sáng đều ha, thì đây là cái hốc mặt, đây là những cái đen là do khí thôi, khi tia nó đi qua khí thì mình cho ra cái màu đen như vậy. Những cái viết quen ha, chúng ta có sáng trán, hốc mắt, ba của sáng hàm, nào đắp mũi. Rồi, ta thấy một cái phim thật mình chụp lại ha, nhìn rất là khó. Và tất nhiên tùy vào cái cường độ tia mà kỹ thuật viên họ điều chỉnh ha, nó rõ không rõ. Hai bên thấy là sang hàm hai bên, sang trán, hốc mắt ha, đây là thành của sang hàm. Có gãy không có gãy? Chúng ta có cái mắt ngang mũi ở đây. Thì đây là tư thế lòng đồ. Rồi. Một cái nữa là hình plong, hình là cái cạnh trong cái chụp xoay hay đi chung với nhau. Thì đối với tư thế này người ta gọi là cầm và đỉnh sọ. Thì nó theo cái hướng đi của tia X, nó từ cầm nó xuống vùng đỉnh sọ. Đây là cái hình đầu tiên chụp như thế này ha. Đây là cái kỹ thuật. Hoặc là chụp sẽ như vậy, miễn là tia đi từ vùng cầm lên vùng đỉnh sọ. Thì đây là lòng đồ hình. Rồi, đây là cái phim trên cái thật và đây là cái chúng ta vẽ đối chiếu để đánh giá. Ha, chúng ta thấy được xoang bướm ở đây, xoang sàn. Thì đối với cái xoang sàn thật sự bị chồng lên rất là nhiều và cho nên rất khó đánh giá thì cái hình này chúng ta thấy được xoang bướm đỏ. Thấy được ống tay hai bên. Đây là xương hàm, đây là xương sọ. Thì đây là tư thế hiệp là cầm đỉnh sọ. Đây, tư thế xương hàm, thấy được xoang bướm ở đây. Xương hàm đây. Chúng ta thấy được xoang chụm hai bên. Lúc này cái khí vào chụm nó vẫn còn, cho nên thấy vẫn còn có vùng đen ở đây. Đây, đây cái hình chụp lại của một cái phim X-quang thật sự ha, và thấy nhìn rất là mơ hồ. Và chỗ này là cái chỗ xương bên trong rất là nhiều, đôi khi chúng ta rất khó đánh giá tổn thương. Thì thật sự trong cái này quá trình làm mình nhìn càng nhiều, đối với chỗ đó nặng các bạn phải nhìn càng nhiều thì nó càng quen mắt, cho nên chúng ta sẽ khó bị sai ha. Còn lâu lâu các bạn có lấy một phim lên coi, hoặc là khi trình bệnh lé nghe cái coi tới bao bộ phim chúng ta, thứ nhất mình sẽ nhìn ra, thứ hai chúng ta có đọc cái mô tả của bác sĩ cho nên chúng ta không hiểu nằm chỗ nào người ta mô tả như vậy, mô tích gì nha. Cho nên mình phải nhìn, thứ nhất mình nhìn cho nó quen cái mắt đã, thứ hai là biết được cái thuật ngữ người ta dùng trong cái mô tả của chữ nằm. Thì ít ra khi chúng ta biết thì chúng ta đọc cái kết quả của điều một thì mình biết được là người ta muốn nói cái gì. Thì đối với hồi nãy đã nói về cái tư thế chụp, kỹ thuật chụp của những cái quẹt sọ và xoang, đối với mỗi cái kỹ thuật chúng ta có cái hình và cái giải phẫu trên chiếc quẹt đi kèm, thì đó là cái giải phẫu. Thứ nhất các bạn phải nắm kỹ giải phẫu bình thường để biết đánh giá cái tổn thương nằm ở vị trí nào. Cái thứ hai, cái xương là cái đầu tiên, cái cốt lõi, cái mặt trong cái x-quang sọ xoang, chúng ta đánh giá có gãy xương hay không. Thì đối với xương rất đơn giản, có tổn thương hay không tổn thương, gãy hay không gãy. Rồi ngoài ra chúng ta còn một số dấu hiệu chúng ta thấy được trên x-quang là nó có liên quan tới một số bệnh lý hoặc là những biến thể bất thường chúng ta lưu ý. Thứ nhất là cái đống vôi. Cái vôi này trên x-quang rất là dễ thấy ha, gọi là vôi, chúng ta thấy thì thấy nó sáng, rất là sáng.
trắng lên vôi. Vậy thì đối với lớp vôi chúng ta chụp cái quan sọ, chúng ta thấy vôi rất là nhiều điểm, thì chúng ta biết được cái vôi nào là vôi sinh lý, cái vôi nào là vôi bệnh lý. Vậy thì thứ nhất mình chỉ cần nhớ những cái vị trí nào là đóng vôi sinh lý, còn lại là bệnh lý. Thì tất nhiên đối với X quang không đòi hỏi các bác sĩ chúng ta làm cái đọc ra cái gì cụ thể rất là khó, nhưng ít ra mình biết à, nó vôi hóa vị trí đó thì nó không phải là những cái vôi hóa sinh lý, coi chừng nó có vấn đề bệnh lý gì đó. Thì từ đó mình mới suy diễn rồi mình tiếp tục cho bệnh nhân đi tầm soát những cái khác. Đôi khi vô tình chụp một cái quang sọ kiểm tra, hoặc là chụp một cái chiếc quang xoang kiểm tra, hoặc là một cái té, hoặc là những đập đầu của tường, thì để yên tâm thì khi người ta chưa cho chụp CT người ta chụp một cái sọ bình thường, nhưng mà vô tình thấy những dấu hiệu mình nghi ngờ thì mình sẽ đề xuất chụp thêm CT, chụp thêm MRI hoặc là gì đó. Đôi lúc người ta phát hiện được những cái tổn thương mà mình không biết, chứ đối với quang người ta không khẳng định được bệnh lý, đặc biệt là những cái bệnh lý về nhu mô não. Chỉ có xương là các bạn thấy rõ nhất, có gãy hay không gãy chúng ta phải xác định, chứ trừ khi nó quá mơ hồ, nó mờ thì theo dõi, chứ hoặc là gãy hoặc không gãy, chứ không phải là nghĩ hoặc là theo dõi gãy xương thì kia là khó ha. Còn đối với những khác là theo dõi rồi. Thứ nhất, đóng vôi tiến tùng và đóng vôi đau rốt mặt nạ là hai cái đóng vôi sinh lý thường gặp nhất và gặp rất nhiều trên CT sọ. Nếu sau khi các bạn đọc thì chúng ta nhớ hai cái đóng vôi này, cái vị trí rất là thù. Nếu ít gặp các bạn sẽ sợ coi chừng là bệnh lý, nhưng khi bạn gặp nhiều rồi thì đó mặc nhiên là bình thường. Và khi đó những cái đóng vôi sinh lý bình thường thì bạn không cần phải mô tả vô kết quả, cũng không ai nói được ha. Hoặc là kỹ thì bạn mô tả bạn có kết luận rồi. Một số mạch máu đóng vôi thì là nền mạng cứng, thì những đóng vôi này nó sẽ có vị trí nhất định. Còn lại thì là những đóng vôi bệnh lý, có thể là những cái u nội sọ. Thì đây là u, nhưng rõ ràng trên X quang chúng ta không gặp u. Sở dĩ thấy được là những cái u này cái mức độ vôi hóa của u nó quá nhiều, cho nên đôi khi bạn càng chụp cái sọ bạn thấy cái vôi hóa đó là cái vôi hóa trong u, chứ không phải gặp được cái u nội sọ trên X quang. Thì có thể nghi ngờ thì mình sẽ cho chụp lại cái CT hoặc là cái tổng tự. Một số cái gì vậy mà máu nó sẽ có thể nó vô đặc trưng những cái đường mạch và vì những cái tổn thương của xương, thì một trong những cái đó là u xương thì mình thấy được. Thì đó là dấu hiệu đầu tiên là dấu hiệu đóng vôi, chúng ta lưu ý những cái vôi sinh lý. Đây là một cái vôi sinh lý, đây là đóng vôi tiến tùng, đóng vôi sinh lý bình thường đều đó nằm ở vị trí tiến tùng. Đây đóng vôi đám rối mặt màng ha, các bạn thấy rất là rõ đều những vị trí này. Mình đang đối với chiếu đến CT thì đây là tiếng tùng và đây là nó mặt màng. Thì ba cái vị trí đóng vôi này các bạn gặp rất nhiều trên cái CT sọ, thì mặc nhiên nó là bình thường nha. Còn nếu không, khi mà lần đầu tiên đọc bạn rất sợ là xuất huyết, tại vì xuất huyết trên cái CT nó cũng là tăng mật độ như thế này. Tất nhiên nó không nhiều như vôi, nhưng mà đôi khi mình nhìn thân quen mình sợ là xuất huyết não ha. Thì đây là đóng vôi bình thường, thì những cái đóng vôi này người ta cũng sẽ không có mô tả cái gì đó, mặc nhiên nó đóng vôi sinh lý. Đây là cái vôi bệnh lý ha, cho mọi chứng Sturm-Graber. Đây là một cái vị trí bất thường và nó rất là nhiều. Thì tất nhiên đối với cái X quang chúng ta thì ghi nhận dù đóng vôi bất thường ở vị trí gì đó là được rồi, gặp xe họ sẽ cho tầm soát thêm, cần phải quan tâm đó là bệnh gì. Rồi cái đầu tiên, cái hình ảnh bất thường đầu tiên mình thấy trên X quang đó là đóng vôi, ta phân biệt được đóng vôi thế nào là vôi sinh lý và đóng vôi bệnh lý ha. Thì tiến tùng và đóng vôi mạc là hai đóng vôi sinh lý mình bình thường gặp nhất. Rồi cái hình ảnh thứ hai đó là giảm đậm độ ha, có nghĩa nó sẽ tối đi, cái này có một cái vùng nó sẽ tối đi bất thường so với vùng khác. Thì chúng ta cũng có thứ nhất bình thường là những cái lộ định, những cái phẩm sinh. Cái thứ hai đã can thiệp phẫu thuật, thì khi chúng ta có can thiệp phẫu thuật mở hộp sọ là gì đó thì khí, các bạn thấy khi chúng ta đã có can thiệp phẫu thuật thì khí nó sẽ đi vào. Và khí là gì? Khí là khi chụp X quang nó có một đen, nó sẽ
sự tối, cho nên nó cũng gây ra những cái hình giảm đậm độ như thế này. Nhưng mà những cái này chúng ta đã khai thác được rồi, nếu là như đã từng của mình, bây giờ mình đã khai thác rồi. Và khi các bạn đã khai thác được chuyện này rồi, thì bạn chỉ ghi nhận thôi, không kết luận cũng không sao, vì đó là do phẫu thuật. Bệnh nhân đã có mở hộp sọ, huyết xương do cái mổ cũ của cái chấn thương sọ, thì những cái này mình khai thác được. Và đối với những cái nghi ngờ như vậy, thì mình sẽ chịu khó thở bệnh nhân. Nếu chúng ta khai thác được, thì chúng ta không mất thời gian để suy nghĩ nữa. Tất cả những điều gì, ngay cả chuyện rất nặng, trừ khi mình không có thời gian. Chứ nếu như chúng ta khai thác được càng nhiều dữ liệu của bệnh nhân, chúng ta làm phim càng khỏe ha. Rồi, trường hợp thứ ba là nó thay đổi cái độ dày của bản sọ ha. Thì chúng ta sẽ bị, chúng ta có hai cái bản sọ và bản sọ trong đi song song với nhau. Vì một lý do đó nó gây mỏng đi ha. Do u xương nó xâm lấn, do viêm hoặc là do những cái tổn thương khác, thì nó cũng gây ra là giảm đậm độ trên cái xương sọ. Thì chúng ta có ba trường hợp: thứ nhất là bình thường, thứ hai phẫu thuật, và thứ ba là do bệnh lý. Đây là một trường hợp bẩm sinh ha. Bệnh lộ bẩm sinh, tôi thấy cái chỗ này nó sẽ tối đi, đây là giảm đậm độ ha. Và thường cái này là bẩm sinh, cho nên có thể bệnh nhân là biết lâu, có thể thấy nó đều là óng bà, đôi lúc không có lâm sàng gì hết. Đây, chúng ta thấy đây là cái xương sọ đi đều hai bản sọ trong và sọ ngoài. Nó đang bình thường, cái xương nó sáng này, tự nhiên tới vị trí này mà thấy nó tối đi, nó đang nó giảm đậm độ đi, đúng không? Như này nó sẽ giảm đậm độ đi cho nên ha. Thì đây là một trường hợp viêm, nó gây mỏng cái bản xương, nó tạo ra làm giảm đậm độ ha. Thì tất nhiên đối với giờ này ít gặp về sau này, để viêm lâu rồi nó mới gây như vậy. Và thường bệnh nhân cũng sẽ có triệu chứng là đau phía sau, sau gáy đau nhiều ha. Và đối với này thì bạn nghĩ là bất thường đậm độ vùng xương chậm hoặc là giảm đậm độ vùng xương chậm. Rồi nếu chúng ta không lâm sàng, chúng ta chỉ ghi nhận về thôi, là kết luận bất thường đậm độ, giảm đậm độ vùng xương chậm, thì đối với lâm sàng, khi bác sĩ lâm sàng và nhận lại thì họ sẽ để ý và cập với khám biết coi chừng một cái viêm xương ha, một cái viêm xương sọ chậm. Hoặc là nếu chúng ta đóng lâm sàng và bạn tự tin, thì bạn ghi luôn một cái giảm đậm độ, một cái bất thường đậm độ vùng xương chậm, theo dõi hoặc là nghỉ một cái viêm xương, một cái di căn gì đó ha. Thì là tùy mọi người, nhưng ít ra mình thấy được hình ảnh bất thường ở đây, thì đó là cái mục đích của mình. Rồi đối với mình, với giảm đậm độ là tăng đậm độ ha, cái này nó sẽ sáng hơn. Rồi người ta cũng chia ra một số cái bệnh lý bẩm sinh như là loạn sản, những cái thiếu máu mạng, chúng ta có dấu vào loạn chảy, thì cái này là hình rất đặc trưng của họ sẽ coi. Rồi những cái tăng khu trú hay là những cái u, những cái tăng độ rải rác, thì thường những cái tổn thương mà nằm rải rác một đều thì chúng ta đầu tiên ta sẽ nghĩ đến là cái thứ phát có thể di căn từ một cái chỗ nào tới ha. Rồi những cái dính khớp bẩm sinh đó là dấu hiệu tăng đậm độ. Còn trường hợp bẩm sinh thấy là so với bên đây cả hai bên này có những cái người nó dính với nhau, nó sáng rất nhiều, tăng cái đậm độ lên, giảm là tối, tăng là sáng đoạn xương lên, càng lên một cái đoạn sáng bẩm sinh. Rồi đây chúng thấy đây là cái xương hồi nãy cái viêm là nó đen, nó tối là giảm, bây giờ thấy nó tăng đậm nhất hết cái xương này rồi đó, từ là giống như cái bờ chảy, cho nên nó là bờ chảy cho cái bệnh lý thiếu máu mạng ha. Chúng ta thấy là đi đều hết cái xương như này rồi đó, tu giống như là chảy tràn của mình ha. Thì đây là cái bờ chảy cho cái thiếu máu mạng. Rồi những cái dính khớp ha, những bẩm sinh như thế này, thì những cái này mình tham khảo coi qua cho biết để mà sẽ gặp ta dừng lại nha. Đây một trường hợp khác, nhìn 3D lại rồi, một này chính khớp bên trái rồi, chính tất cả các khớp lại ha, những bệnh lý bẩm sinh
sọ ha. Nhắc lại, thứ nhất đối với quen sọ, cái lợi điểm lớn nhất của nó là đánh giá được cái xương ha, có tổn thương xương hay không. Thì để đánh giá được thì mình phải biết được cái chỉ định, biết được chỉ định là tại vì từ lâm sàng để coi mình muốn kiếm cái gì, bệnh nhân tại sao chụp, chụp để kiếm cái gì, kiếm tổn thương xương hay là kiếm những cái dị vật hay là gì đó ha. Và tùy vào mỗi trường hợp mình sẽ có những cái tư thế chụp thích hợp. Sọ thẳng nghiêng là hai cái gần nhất, rồi ngoài ra có những tư thế khác ha, chụp khớp, chụp chính mũi, chụp xương đơ này kia để đánh giá khu trú của cái vùng mà mình muốn khẳng định thêm. Rồi ngoài cái chuyện đánh giá xương, chúng ta có ba dấu hiệu thấy trên cái quan sọ. Thứ nhất là cái đóng vôi, chúng ta phân biệt được đóng vôi thế nào là sinh lý, đóng vôi thế nào là bệnh lý. Sinh lý thì tuyến tụ đóng rất là mạc là hai cái này gần nhất, còn lại chúng ta nếu là đóng vôi bệnh lý thì chúng ta chỉ ghi nhận thôi. Dấu giảm nồng độ có nghĩa là nó sẽ tối đi cái vùng đó so với bình thường ha. Rồi chúng ta coi là do có can thiệp trước giờ hay chưa những cái bẩm sinh, và cuối cùng là bệnh lý. Dấu tăng nồng độ cũng tương tự ha, là cái vùng sáng hơn so với bình thường thì chúng ta phải coi cái là bẩm sinh, cái là bệnh lý. Chúng ta lưu ý đối với sọ ha, thì như đó. Rồi tới xoang, rồi nó luôn là xoang. Thì đối với bệnh lý xoang cũng tương tự ha, ngoài cái đánh giá tổn thương của những cái xương vùng mặt, xoang vùng mặt thì trong cái quan xoang phải có. Ngoài ra chúng ta đánh giá về cái bệnh lý xương, bệnh lý xoang là cái viêm, viêm xoang là cái này gặp nhất, chúng ta viêm xoang mạng và viêm xoang cấp. Thì đối với ít quan chúng ta đánh giá được độ mờ của xoang. Như hồi nãy có nói ha, bình thường là nó những cái hốc khi không có vấn đề gì thì khi tia đi qua thì nó qua những cái hốc khí thì nó sẽ sáng. Trong một trường hợp đó do nó có niêm mạc nó dày lên, do nó có polyp, do nó có dịch thì khi tia đi qua vị trí đó nó sẽ kẽn lại và nó có cái hình mờ, cho nên chúng ta dán đánh giá gián tiếp qua độ mờ của xoang, kích thước và sự liên tục của các hạch xoang ha, coi có chấn thương, coi có tổn thương xâm lấn xoang không, có gãy, có vỡ xoang hay không. Rồi đối với cái quan của nó, rồi do là tất cả những cái kỹ thuật chụp nó đều qua một mặt phẳng, cho nên sẽ bị chồng xương lên nhau cộng với độ phân giải kém, nó sẽ làm hạn chế đánh giá kỹ những cái xoang, đặc biệt là xoang đuôi và xoang sàn. Cho nên cái mạnh nhất của cái đánh giá xoang hiện nay là cắt lớp điện toán là CT. Tất nhiên MRI cảm ứng từ cũng đánh giá được xoang, nhưng nếu chỉ để chụp xoang trong tay của họ để mổ để này kia thì CT vẫn là cái điểm mạnh nhất để đánh giá riêng về xoang và xương, chứ không phải chúng ta cứ chỉ định cái kỹ thuật chụp cao nhất là tốt nhất đâu nha. Cho nên đối với lâm sàng, ở tất cả bác sĩ lâm sàng có thể không học, không có làm được những ảnh, thì tất nhiên một số các kỹ thuật chuyên sâu thậm chí họ cũng phải hỏi lại những cái ảnh, tại vì nếu chúng ta không hỏi chúng ta sẽ gặp chỉ định sai. Chỉ định sai dẫn đến thứ nhất kết quả ra sẽ không mong muốn với cái mục đích của lâm sàng muốn tầm soát, và cụ thể không thể trách được cái người đọc kết quả này anh chụp chụp như vậy, thì đối với cái kỹ thuật chụp đó chúng tôi đánh giá được cái đó thôi. Trận mục đích thì thứ nhất là thiệt hại cho bệnh nhân, thứ hai là khó cho bác sĩ lâm sàng, và chụp lại cũng rất là phiền ha. Cho nên đôi lúc cái chỉ định cũng rất là quan trọng cho cả lâm sàng nữa ha. Còn đối với giai đoạn thì họ mới biết rồi. Thì đối với xoang, riêng về xoang thì tất cả những sinh viên học sau này trước khi mổ xoang thì tất nhiên họ đã có nội soi này kia rồi, nhưng trước khi mổ họ đều có chụp một cái CT để họ đánh giá được cái đường đi cũng như cái nhìn tổng quát qua cái hệ thống xoang. Tại vì thứ nhất là cắt nhiều lớp mỏng, giảm trọng lực, cải thiện tốt, có thể dựng được 3D. Cho nên thường để đánh giá đáp ứng điều trị, đánh giá phẫu thuật thì cái CT là cái chúng ta phải có. Tuy nhiên trước đó chúng ta chỉ cần cái block đô thị để chúng ta điều trị bình thường thôi nha. Thì đối với xoang, cái CT là cái rất quan trọng.
ta chỉ cần một cái máy khoảng 6 lát, 16 lát là đã chụp được rồi, không cần phải quá mạnh ha. Rồi thì thường chúng ta sẽ chỉ định trong những cái viêm xoang ngoạn hay tái phát nhiều ha. Và như đó là quan sát cấu trúc giải phẫu trước khi mổ, đó là cái lời của CT ha. Và nếu nghi ngờ có biến chứng thì tất nhiên ngày chúng ta ít gặp cái biến chứng này. Nếu chúng ta nghi ngờ ha, thì chúng ta phải chụp có cản quang. Thì nói thêm một chút đối với kỹ thuật chụp CT, khi bạn nghi ngờ có áp xe, có u, nói chung luôn chứ không phải chỉ về xoang không, thì chúng ta chụp lại có thuốc cản quang, thuốc tương phản, chúng ta phải đánh giá được cái bản chất của cái khối u lên trên CT. Đối với cộng hưởng từ nói thêm thì cái lợi điểm của cộng hưởng từ là nó xài từ trường, xài dựa trên cái độ tổng áp cộng trong cơ thể, không có tiền in không ảnh hưởng của tia xạ, nhưng nó mắc chụp lâu mà đối với xương thì nó không thấy rõ bằng CT. Tuy nhiên đối với những cái phần mềm, những cái dịch, những cái nhu mô thì cộng hưởng từ nó rất mạnh, nhưng tùy vào trường hợp, thoát vị dây chằng, những cái bệnh lý tổn thương dây chằng, những bệnh lý về địa đệm thì chúng ta đánh giá tốt bằng cộng hưởng từ, nhưng riêng về xương thì CT hay là thậm chí ít quạt thì nó tốt hơn, thành người lưu ý. Rồi, chúng ta có bốn cái nhóm xoang, mình nhắc lại xoang hàm, xoang sàn, xoang trán, xoang bướm. Đối với mỗi nhóm xoang, nó có cái quy luật riêng, mà mình nói sơ lược lại chút xíu. Rồi đối với bốn nhóm xoang, cái mỗi nhóm xoang sẽ có cái thời gian xuất hiện và kéo dài tới 16-20 tuổi, có nghĩa là nó sẽ phát triển theo cái tuổi, cho nên đối với trẻ em chúng ta hạn chế chụp là vậy ha. Thì đối với xoang trán ha, xuất hiện là 4 tuổi gần phát triển như đây và có thể không phát triển và dẫn luôn vào hai mũi giữa, cái này chắc là một chút về sự sinh lý nhu cầu của các nhóm xoang thôi. Đối với xoang hàm khoảng 5-6 tháng tuổi, lớn nhất lúc 11 đến 15 tuổi. Rồi. Có thể đối xứng hoặc là không đối xứng, nghĩa là sao? Có thể là hai bên, một bên to, một bên nhỏ, một bên có, một bên không, hoàn toàn bình thường, chứ không phải lúc nào bắt buộc hai bên phải giống như nhau. Để mình lưu ý khi đầu mình không có bị confused gì đó. Hình tháp ba thành theo cái giải phẫu, ở bên trong là trong, ở ngoài là ngoài và ở trên là trên, nó tiếp xúc với ổ mắt, còn gọi là sàn ổ mắt, cũng đổ ngang mũi giữa. Đối với sàn sàn ha, gần phát triển khoảng 12-13 tuổi, và sàn sàn thì sẽ có 3-18 cái, tùy nó có nhiều cái sàn sàn nhỏ ha, và đổ vào ngang mũi giữa, có hai cái chỗ đổ ha. Cho nên chúng ta chia ra xoang sàn trước và xoang sàn sau, và đó là xoang sàn. Xoang bướm cũng vậy nha, gần phát triển lúc 14 tuổi, không đối xứng, đổ vào cái mũi trên. Thì đó là sinh lý của bốn nhóm xoang mà mình sẽ gặp. Rồi, vậy thì trên ít quan của xoang có được cái dấu hiệu gì? Thì như nói cái ngoài cái chuyện xương mà nó nói ha, thứ nhất cái hiệu mờ, mờ xoang là nhiều nhất, thì người ta nghĩ là mất đi hình sáng bình thường của xoang, nghĩa là bình thường hai cái xoang sẽ sáng, với là giống như đi qua khí thì nó đen, hai bên đều nó sáng, và chúng ta thường so sánh với cái ổ mắt, cái ổ mắt của nó sẽ là cái vùng trồng hoặc là cái xoang đối bên. Thì tất nhiên những cái xoang nào nó có hai bên thì mình nên nhìn hai bên trước và nó giống nhau hay khác nhau. Nếu nó giống nhau thì có thể hai bên bình thường hoặc là có hai bên bất thường. Nếu nó khác nhau thì chắc chắn sẽ có một bên bất thường, một bên bình thường. Thì mình so sánh đối bên trước. Nếu mà nó giống nhau thì mình so sánh thêm với ổ mắt.
thì đó là cái mất đi hình sáng bình thường ha. Cái thứ hai, cho một số trường hợp viêm xoang cấp, chấn thương, có mất dịch khí, có nghĩa là trong những ngò chụp thì theo cái trọng lực dịch nằm dưới khí nằm trên ha, đó là chứng tỏ là khi trong cái xoang nó đang có dịch, có thể dịch máu, có thể dịch mũ trong cái viêm, nó mất dịch khí. Cái thứ ba là dấu hiệu dày niêm mạc. Thì cái dày niêm mạc này chúng ta quan sát tốt nhất trên cái CT ha. Và khi nó dày nhiều và khi chúng ta chụp xoay và cái tia đi qua cái lớp niêm mạc dày đó, nó bị kẹt lại, nó cũng tạo một cái hình mờ. Nhưng cái mờ của cái dày niêm mạc là thường nó sát, nó theo cái hành xoay và không tạo ra mất cái dịch, tại vì nó là không phải là dịch mà nó mờ do niêm mạc cái dày ra ha. Thì đó là dày là lớp niêm mạc. Thay đổi về xương có thể cải biến dạng mất liên tục trong chấn thương hoặc bị gãy xương trong di căn, hoặc là dày thành xương trong một số trường hợp viêm xoang bằng mặt. Thì trong một số trường hợp bạn có thấy là cái xoang một bên thì có cái thành xương nó dày hẳn luôn so với bình thường, thì đó là khi chúng ta khai thác lịch sử là chúng ta biết đó là dấu hiệu của cái viêm xoang bằng mặt ha. Là bốn cái dấu hiệu mà mình thấy được trên cái quan xoang, cái là mờ, mất dịch khí, dày niêm mạc và thay đổi thành xương. Rồi, vì một vài bệnh lý có thể thấy được trên cái phim. Thứ nhất là viêm xoang là cái gặp nhiều nhất ha. Thì chúng ta thường gặp nhiều ở hai nhóm xoang hàm và xoang sàn. Xoang trán và xoang bướm chúng ta sẽ ít gặp hơn. Thì viêm xoang cấp và viêm xoang mạc thì thật ra chia ra là cấp hay mạc thì trên cái quan chúng ta không nói rõ được, ta dựa luôn vào lâm sàng. Nếu các bạn bác sĩ điều trị và cho chụp cái radiography thì các bạn biết được là đang cấp hay mạc, có thể là cấp trên thành mạc luôn. Thì thứ nhất sau việc bị trong bao nhiêu tuần là cấp, sau bao lâu là mạc, thì cái này trên lâm sàng họ sẽ phân biệt. Còn trên cái quan nó sẽ có sự khác biệt chút giữa nhóm cấp và nhóm mạc. Đối với nhóm cấp, chúng ta thấy thứ nhất là sẽ mờ xoang, có thể mờ một bên, có thể mờ hai bên, có thể mờ một phần xoang và mờ hoàn toàn cả xoang khi mà dịch hoặc khi phổ lấp đầy đi, thì đó là viêm xoang cấp. Cái đầu tiên chúng ta thấy mờ xoang. Đối với viêm xoang mạc, cái đầu tiên chúng ta thấy là cái dày niêm mạc. Tại vì viêm xoang mạc lâu năm, càng ngày đã gọi là mạc thì phải có lâu, thì càng ngày cái niêm mạc nó càng bị dày ra và nó tạo cái hình ảnh dày niêm mạc. Có thể lúc đó đang có dịch viêm hoặc là không có dịch viêm ha. Nếu có đợt cấp thì được mạc ha, nhưng nó sẽ gặp nhiều ở cái dày niêm mạc. Còn đối với cấp chúng ta gặp hình ảnh mờ hoàn toàn một phần hoặc hoàn toàn của cái xoang. Rồi, dấu hiệu thứ hai, đối với tư thế chụp ngồi giống như nói ha, do cái trọng lực thì tạo ra mức khí dịch, dịch nó sẽ mờ nằm ở dưới, ở trên là khí, do khi chúng ta ngồi thì dịch nó sẽ theo trọng lực xuống dưới, đó là mức khí dịch. Thì trong trường hợp viêm cấp, mình đang có chạy thủ, đang có dịch viêm cho nên tạo ra cái mức khí dịch nè, thì đó là cái dấu hiệu trên viêm xoang. Rồi cuối cùng có thể gặp dịch niêm mạc. Còn đối với mạc, có thấy đầu tiên có thấy được cái mờ do dày niêm mạc, cái thứ hai là hai dày hành xoang có thể tăng cái độ dày trong cái viêm xoang lâu năm. Và một cái hình thấy gặp đó là giả polyp. Polyp là một cái khối giống như cái thịt dư nó nô ra từ cái niêm mạc, thì giả polyp là những cái bệnh nhân viêm xoang lâu năm nó bị ứ dịch, sau đó nó bị khu trú lại, nó bị bọc lại thành một cái dịch khu trú, hay người ta còn hay gọi là nang tồn lưu, nang tồn động. Mình sẽ nghe gặp cái hình ảnh này trên cái viêm xoang mạc. Thì tất nhiên đối với ít quan thuật túy, ít quan xoang thuật túy, mình đánh giá coi có những cái dấu hiệu này hay không, và mình có thể hướng tới là có viêm xoang hàm hay không, có viêm xoang bướm hay không, chứ chúng ta không kết luận là viêm xoang cấp hay viêm xoang mạc trên cái ít quan. Đó là cái dấu hiệu chỉ điểm, một cái dấu hiệu cộng thêm để bác sĩ lâm sàng và điều trị ha. Rồi, ở đây là CT nha. Chúng ta thấy một cái quen, chúng ta thấy đây là hai cái xoang hàm hai bên, bên trái bên phải, và các bạn thấy rõ ràng hai bên này nó khác nhau ha.
chúng ta thấy độ sáng của xoắn nó nhiều, nó còn ha, là do hốc khí nó sẽ đi qua và nó sáng đen như thế này, tương tự hốc mắt này. Nhưng đối với bên trái thì nó chỉ sáng được bên này, so với đây là nó mờ ở đây. Thì đây là mờ một phần sang hàng bên trái. Bên này có dạy như này ở đây. Thì bạn thấy rõ ràng đối với bên này, hai cái sang hàng bên nó lại có sự khác biệt. Thì đây là một cái dạng mờ sang hàng bên trái. Rồi. Đây là hình khác. Chúng ta hai cái sang hàng hai bên khác với cái hồi nãy ha, một cái sáng một cái mờ thì coi chừng, thì cái đây mình nghĩ là một cái mờ sang hàng, cái theo dõi một cái biên sang hàng ha, còn lại làm sàng sẽ quyết định. Đối với hình này thì đây hai cái sang hàng đều mờ ha, cái này là mờ sang hàng phải mờ hết, cái này cũng mờ nhưng các bạn thấy nó mờ một phần ở đây, mờ phần này còn sáng bình thường. Và cái mờ này kỹ giống như nó tạo ra một cái khối như thế này ha. Đây là cái nang cầu lung hay là cái giả bô lít, thì do là cái dịch lâu ngày nó bị bọc lại, nó tạo một cái nang, một cái cyst nha, cho nên là gọi hay là retention cyst. Thì mình thấy là ở trong nó là dịch, cho nên khi tia đi qua nó sẽ mờ và nó mờ khu trú nha, nó mờ khu trú lại chứ nó không có đầy lắp đầy cái xoay như cái này, và nó chỉ mờ khu trú, nó tạo một cảnh giả bô lít hay gọi là nang tù luôn ha, nó nhô lên giống như dấu hiệu mặt trời mọc á. Đây đây là một cái dấu hiệu trong cái viêm xoang xoang mặt ha. Rồi đây là giả bô líp nè, và dịch nang cứ đầu. Đối với này đây là CT, đây thấy rõ hơn, nó là cái này. Thì các bạn thấy nó xuất phát từ cái thận, nó đi ra, nó có đậm độ, cái dịch mô mềm, thì đây là một cái dạng giả bô líp. Nếu nó là dịch hoặc là gì đó, nó phải lắp cái này, còn đây các bạn thấy nó khu trú và nó nằm ngay từ cái hành xương, hành xoang đi ra. Đây là một cái hiệu giả bô líp hay gọi là dịch nang cứ đầu. Đây chúng ta thấy có một hình dày niêm mạc ở đây bên trái, và nếu đối với cái dày niêm mạc ít như vậy, tôi lúc chụp X quang thì cái xoang hàm trái này mình sẽ không thấy rõ được cái mờ, trừ khi nó dày nhiều ra ha. Cho nên đôi lúc cái dày niêm mạc cái nhạy hơn nó vẫn là cái CT, nhìn thấy được rất là rõ. Rồi đó là một cái vài hình ảnh gián tiếp đánh giá được. Thì đối với xoang thì trên X quang chúng ta biết đánh giá được coi có hình ảnh giả bô líp hay không, thành xương có dày hay không, có dịch hay không, thì chúng ta có theo dõi cái viêm ha. Thì cái mô tả của mình thì mình cứ mô tả theo dõi theo cái viêm xoang thôi, còn cấp mạng thì để làm sàng từ từ họ sẽ quyết định ha. Giá trị chứng quan nó chỉ dừng lại đó. Rồi một số cái biến chứng của viêm xoang, thứ nhất chúng ta thấy là nó nói là cái hình ảnh nang dịch cứ đầu ha, đây là cái lâu năm, một cái viêm xoang lâu năm tạo thành những cái dịch nó bị khu trú lại, bị bọc lại tạo thành cái nang dịch cứ đầu. Rồi một số cái mucosel, cái này chúng ta gặp rất nhiều, bỏ rất nhiều, nhưng mà nó cũng là một cái lành tính ha, cũng là một cái túi dịch nó nằm ở trong cái sừng xoang của nó, to nhỏ tùy, và chúng ta thường mổ nội soi lấy ra. Có thể viêm xương, viêm khối, có thể gây áp xe cái nhu mô não kế cận, thì những cái này thì sau này chúng ta khó gặp ha, là những biến chứng vào hốc mắt. Tại vì bây giờ do cái giá trị tầm soát điều trị viêm xoang rất là tốt, cho nên những cái viêm xoang mà để tới nổi nó biến chứng nó gây áp xe cả não thì chúng ta rất khó gặp ha. Hồi xưa mình sẽ có số lần gặp viêm xoang và áp xe não luôn. Rồi những cái biến chứng khác hoặc là những cái viêm xoang lâu năm thì sẽ gây dày niêm mạc rất là rõ và dày thành xoang như đó. Rồi một số cái tổn thương khác của viêm xoang mà chúng ta có thể làm lẫn, thứ nhất là u ha, có những cái u nó từ thành xoang mà từ xưa đi ra, chúng ta lại coi chừng lại lộn với lại những cái nang, những cái bolip dày niêm mạc ha, thì để chúng ta nghi ngờ ha, một cái khối mờ thì như chỉ quen ha, một cái tổn thương mờ là khối, chúng ta không biết nó là cái ảnh nang cầu lưu hay là một cái u, thì chúng ta chụp CT nè.
Thì đối với CT nói, nếu chúng ta đã nghi ngờ những cái tổn thương vô áp xe thì lưu ý nhắc thêm chúng ta sẽ chụp có thuốc tương phản thì chúng ta phải đánh giá được cái bản chất khối u nó có nuôi như thế nào. Một số trường hợp nhiễm nấm thì thường đối với nấm thì chúng ta có cái đặc trưng là hay bị đóng vôi trong cái niêm mạc, thì cái này trên CT thấy sẽ rõ hơn. Rồi nhưng mà theo cái hình tượng mã, cái này thì một cái trường hợp là viêm tai xương chưởng bên trái lâu năm, các bạn thấy nó áp xe và ăn vào cái tiểu não bên trái luôn. Ngay đây là chụp cái CT có thuốc, các bạn thấy bắt thuốc, cái chắn chắn bắt thuốc không đều ha. Đây là một cái viêm tai và nó gây áp xe cái não luôn, ăn vào cái tiểu não bên cùng bên với cái chỗ viêm. Có nghĩa là cái viêm tai này là rất lâu năm và không điều trị gì, nó không hiểu sao thế nào, ăn lan từ từ nó phá hủy xương và nó ăn vào cả cái nhu mô não ha. Thì cái này làm sao thì cũng đã đứt mồi rồi, cho nên người ta đã cho chụp một cái CT cho thấy rõ ràng ha. Rồi trong một trường hợp khác chúng ta thấy dày nhưng mà một bên thế này rất là dày, rất là khó ha. Thì thường đối với những cái viêm xoang do nấm, cái này nói thêm thì trên CT mình hay thấy có những cái vôi như thế này, có nghĩa là bình thường chúng ta sẽ thấy nó dày đều, nhưng đối với những cái có nấm thì nó tạo những cái điểm vôi như thế này. Ta nghĩ tới đối với CT chúng ta nghĩ tới viêm xoang do nấm thôi, nhưng ta không tính được cái tính được là để nội soi và để họ mổ ra, họ cấy, họ nuôi, họ làm giải bệnh thì mới ra là cái gì. Thì trên CT mình chỉ hướng tới thôi, mặc dù là rất đặc trưng mucosa ha. Đây tương tự cái mucosa là một cái kiểu như là cái u nang dịch, cái u nang thôi ở trong u nang dịch, thì thường nó nằm ở xoang tráng ha, và nó còn như thế này đều và không gây phá hủy thành xoang. Cái này cái mô tả của nó vẫn hướng đến một cái là cái này, nếu các bạn sau này 5 năm sau các bạn đã học sẽ gặp bỏ ra nhiều. À, này là cái mucosa trên cái CT, đây nó đều, à, không có xâm lấn xương mà dưới hàng lọ. Rồi một số cái u xoang thì tất nhiên đối với những u này trên X quang nó không có giá trị gì ha, nước có biết. Đây một số hình ảnh chúng ta thấy đây là loạn sản sợi. Rồi ung thư tới tế bào 7 những cái hình ảnh này thì có CT đánh giá rất tốt nè, xâm lấn phá hủy xương, phá hủy hết một bên luôn. Đây là cái dây như mày trên CT nha. Đây là bằng cách corona, có nghĩa là đứng dậy ha. Thì nếu giả sử cái này là dịch thì nó phải lóc như thế này chứ nó không ôm theo cái thằng như thế này được. Đây là cái dây như mày. Rồi. Một số cái thay đổi giải phẫu học ha, chúng ta có thể thiểu sản các bạn hai xoang nó không chắc là đối xứng, có thể bạn sẽ gặp không có xoang một bên, thường là có xoang tráng, thiểu sản xoang tráng là xoang tráng quá to hoặc là xoang tráng thiếu một bên trái hoặc một bên phải, đó là những cái sinh lý bình thường, những cái bẩm sinh bình thường, hoặc là dày hàm xoang một bên thường gặp trong những cái viêm xoang mạng. Tự nhiên có thể một cái mảng xương nó dày thẳng lên so với những cái mảng xương còn lại thì thường thấy gặp trong viêm xoang mạng ha. Rồi để chốt lại, đối với cái quen sọ và xoang thì cái đầu tiên chúng ta đánh giá là chấn thương cũng như đánh giá về xương của sọ và vùng mặt ha. Đó là cái đầu tiên và cái mạnh nhất trong cái quen có vỡ xương hay không, có vỡ xương sọ, có tổn thương xương không, có vỡ xoang hay không, nó đánh giá về chấn thương về xương. Đối với sọ chúng ta đánh giá thứ nhất là đóng vôi ha, chúng ta lưu ý đóng vôi sinh lý, đóng vôi sinh lý và những cái thay đổi đậm độ của xương bầu sọ, thứ nhất là tăng, thứ hai là giảm, chúng ta có hai cái đó. Tuy nhiên đối với sọ đánh giá sơ thể là chỉ ở xương chủ yếu, nếu ngoài cái đó chúng ta không nghi ngờ về những tổn thương nội sọ hoặc là thiếu, hoặc là nghi ngờ có ảnh hưởng tới nhu mô não, chúng ta
City và em Ryan. Thì đối với City, lợi điểm đó là chụp nhanh, giải quyết tốt cho các cú, đánh giá được xương rất rõ, xương sọ, xương các xoang vùng mặt ha. Đánh giá chính xác, đánh giá tốt tại thời điểm đó có xuất huyết não, có chảy máu não hoặc là có tụ máu não hay không. Cái gì để các bạn giải quyết các cú chứ? Nếu đang có chảy máu não, đang có tụ máu não thì phải có cách giải quyết. Nếu ít thì theo dõi để tự mình thẩm thấu. Nếu nhiều thì có biện pháp giảm như thế nào đó. Rồi sau đó nếu cần mình đánh giá cho em Ryan. Cái em Ryan nó mặc một khía cạnh khác, nhưng đây là chụp rất lòng, cho nên các bạn ít thấy người ta sử dụng em Ryan cho các cú, trừ khi trong một số trường hợp đột quỵ tai biến. Mà thật sự nếu tai biến, đột quỵ tai biến ở giai đoạn sớm thì người ta vẫn có thể đi chụp CT trước để chi, người ta loại trừ cái xuất huyết. Tuy nhiên những cái tai biến nó thêm ở giai đoạn sớm trên CT người ta không thấy rõ, đôi khi CT không đọc được cái nhồi máu não mà người ta bị giai đoạn sớm. Nhưng gì người ta vẫn kêu chụp CT trước để xử trí, là gì, tại thời điểm chụp CT không có chảy máu não, không có nhồi máu xuất huyết, chúng ta nhắc cái xuất huyết não chưa. Nếu cái đó không có thì người ta bắt đầu người ta sẽ lưu lại và cần sẽ chụp cái MRI để đánh giá cái nhu mô não kỹ hơn. Thì đối với mỗi kỹ thuật nó sẽ có cái đặc trưng riêng, cho nên là lưu ý không phải cứ vô là chụp cả cao nhất nhà là tốt. Rồi đối với xoang, hai cái tư thế là gặp nhiều nhất là long đô với hình, thì thường chủ yếu là bổ sung các cái hình lâm sàng nghi ngờ có viêm xoang, đang điều trị xoang ở mức độ bình thường, chưa cần can thiệp phẫu thuật, không cần đánh giá sâu, chỉ cần chụp một cái phim long đô hình để áp thêm vô cái điều trị của mình ha. Thường đang muốn học là ở khoa mà nhức đầu nghi ngờ trong chụp cái long đô hình trước rồi điều trị, giả sử điều trị nó ổn thì thôi, giả sử điều trị quá trình lâu dài không bớt thì người ta mới chụp thêm cái CT để coi hiệu quả điều trị như thế nào. Cái con ngoài cái xoang đó nó có tổn thương gì khác hay không ha. Thì cái xoang mình chỉ sử dụng là chủ yếu là bổ sung là chính ha. Và đối với quang đó rồi, hình ảnh không hoàn toàn đặc hiệu. Nếu chúng ta chỉ cầm một cái quang không đọc thì chúng ta không có kết luận được gì cả. Nhưng nếu các bạn có giá trị, có lâm sàng, có chỉ định, có chẩn đoán thì mình mới biết mọi kết luận. Một bệnh nhân chụp tới khám nội khoa nhức đầu nhưng mà mình sẽ chụp lông đô hiệp là khác. Một bệnh nhân nửa đêm cấp cứu té giật mặt chụp lông đô hiệp là khác. Cho nên mỗi cái trường hợp các bạn phải lưu ý cái khác nhau. Bệnh nhân bình thường chụp nhức đầu khám bác sĩ nội, bác sĩ tai họng chụp lông đô hiệp, có thể các bạn đánh giá ở xoang có mờ hay không, cái viêm xoang hay không, có hay không có cũng không có gây hậu quả gì cho nên điều trị. Nhưng giả sử bệnh nhân té sắc mặt tối vô cấp cứu và các bạn đọc xoang mà các bạn không bọc phần xương thì các bạn coi chừng, giả sử có vỡ xoang thì đó là cái sẽ sau này rất nguy hiểm. Cho nên cùng một cái phim tùy một ít chụp mà chúng ta phải lưu ý nha. Ngay cả cái đơn giản nhất là cái quạt tim phổi đi nữa nha. Các bạn thấy hầu như là bây giờ bất cứ lúc nào cũng cho chụp cái quạt tim phổi trước nha. Nhưng giả sử bệnh nhân nhập cấp cứu trong đêm ho sốt, chúng ta phải hỏi ok, nhưng mà những tai nạn chấn thương nhiều khi bác sĩ cũng chỉ ghi cái chỉ định xuống chụp qua tim phổi thì mình cũng mở là mình đọc bình thường, không tràn dịch tràn khí, không tổn thương nhu mô phổi, không tim không to, nhưng mà bệnh nhân rất là chụp do chấn thương. Nếu người ta không có dữ liệu mà ở trên chỉ định xuống của không ghi rõ thì các bạn sẽ rất sót cái gãy xương sườn. Không phải cái gãy xương sườn nào thấy rõ đâu. Nếu nó gãy nó đâm vô phổi, nó gây chảy máu, cái càng nhìn thì đó nó dễ rồi. Nó có những dấu hiệu mà sẽ lưu ý, nhưng các bạn không để ý luôn lý do chụp mà các bạn chỉ chỉnh cái cửa sổ nhu mô phổi mắt coi thì sẽ sót cái tổn thương xương sườn. À, đôi lúc mình chuyển qua cái cửa sổ xương, cái nhu mô chụp theo cái tia của xương thì mình thấy được cái rõ. Và chỉ trong đầu các bạn nghĩ tới chuyện đó thì các bạn mới đi kiếm thôi. Và các bạn không nghĩ tới là không đi kiếm và chắc chắn sẽ sót. À, có viêm phổi có gì không, các bạn thiếu màu sạch mai mốt đọc lại tìm điều trị. Nhưng cái xương sườn và cái hai cá các bạn không đọc sáng hôm sau chụp lại hoặc là bệnh nhân không biết, tại vì thường những cái xương sườn đơn giản họ không xử lý, chủ yếu là để cố định vị trí đó rồi tự nó căng xương.
thì nó sẽ do các bạn không đọc ra, mà tối lúc đó bệnh nhân có vấn đề gì đó mà sáng sẽ bị nặng ra mà nó đọc như phổi nó gây này bệnh này có uống gì đó thì mình rất là khó cho mình. Cho nên lưu ý đối với quan rất đơn giản, nhưng khi đọc một cái phim thì lưu ý tất cả cái thực luôn, mình biết mục đích chụp là cái gì, mình đang muốn kiếm cái gì. Khi trong đầu các bạn nghĩ các bạn đang muốn kiếm cái gì thì các bạn mới đi kiếm cho ra các bạn, chứ không phải giống như là tìm điểm khác nhau đưa lên đưa xuống thôi thì bạn không được ha. Chụp khám sức khỏe khác, chụp do chấn thương khác ha, chụp bệnh lý khác, chụp đang điều trị nó khác nữa ha. Cho nên mình phải lưu ý. Và cái quan nó có cái hạn chế là bị chậm hình ha. Cho nên chính vì vậy cái chi tiết giao thông nó càng không rõ, cho nên chúng ta không lưu ý cái mục đích chụp thì chúng ta dễ sót lắm. Nếu các bạn đã lưu ý và bạn kiếm không ra, bạn nghi ngờ cái đó, có thể đề nghị làm thêm cái khác hoặc theo dõi cái khác tích ra hoặc bỏ sót, và các bạn không nghĩ tới nó luôn coi chừng nó sẽ nghe tưởng mình rồi. Thì đối với xoang thái thêm, chúng ta có cái cắt lớp điện toán đối riêng về xoang, thì cái CT xoang là cái rất là hẳn ha, giải quyết được tất cả vấn đề đánh giá những cái dày niêm mạc rất nhỏ, đánh giá kỹ lỗ thông xoang, đánh giá được những nhóm xoang, dựng được hình 3D phục vụ cho phẫu thuật ha. Tuy nhiên hiện nay không, bây giờ nó cũng tương đối nhiều rồi, nhưng một số chỗ, một số bác sĩ vẫn thích cho lọc đồ điện trước ha, vì họ nghĩ không cần thiết, tại vì đối với CT thứ nhất tốn tiền nhiều hơn, thứ hai là bệnh nhân ăn cái cường độ tiết bị nhiễm sạn nhiều hơn so với quẹt ha, và không phải đâu cũng có, thì chúng ta lưu ý cái đó. Rồi xong các bạn ha, cho cái mail của lớp, anh sẽ gửi bài vào mail. Nếu bốn lớp thì cho bốn cái mail, còn anh sẽ gửi một mail thôi để các bạn gửi xe ra.